Bạn xuất đấy nhận thông học này nhằm mặt chung một kim hấp. Thế nên nhằm thuê ca bà hành bị lập biệp và pra Visual Code. Chắc anh ấy Visual Code bảo nhóm bạn bạc hỡi. Thế nhằm châu phá UP Add Folder. Chứ anh ấy nhằm châu khăn ông folder mà nhóm máu. Ok. Ở đây có nhằm đã về lửa desktop. Chúng em lại phát folder mới, nhằm vào Ctrl Shift N, nhằm lại cho mua Basic Python. Xem nhập nhóm cho mua này, nhóm ở đó khi thế nhóm đặt về file sinh nhà Dash đúng không? Chúng chạy là vía, hay Add. Ok, bởi sân chỉ chạy mình sẽ chứng vì thà dương Trust hot dương nhập Yes. Ok, dương rung trăm ảnh tích máu. Đó, không cần này đã tránh cứ dương cho lại bị biểu. Dù bị Explorer, rồi cứ dương cho sọt khăn dù Ctrl C, E. Ok, chân biết bài hành. Chân cái này, không cần này đã Visual Code mấy chân nhóm mặt vào outline thế. Em cho cái này máu. Nhóm mặt outline cháu. Ok. Và đó mà tiết nhóm save vào folder nâng. Cho file. Save workspace. Nếu không workspace cái này nhóm nhóm cất tha vì chỉ Python chứ nhìn đạo về Python nó workspace mình này thầm mạch workspace mình này tha cứ chỉ folder mỗi để vì storage mình file dương được nông đẳng mà là dương đạo file chỉ chờn tiết vì mình file là mình folder tiết mà. Chúng nhóm châu khu nông bạc cao file mùi máu. Ok, đã 1 Zone 1 Python. Chúng file là support nâng Python cứ PY. Rồi đây là bởi này tầng học này chọn đăng thay ta file support nâng Python mình đi kì khắc. Chúng nhóm châu file máu cho save s hay dùng rộng mở bị Python chẳng file là support Python mình chờn py or py ở đây có mình chờn chết nè đồng hồ khí ạch mở bật thèm tốt bình nhầm bật cao file là ngay nhầm save bia máu nhầm check file nhầm save workspace máu nhầm override below bia. Ok yeah. Ok nếu mình ấy thế. Nếu không có Visual Code, sớt khát đầy phía trên này dương chuốc, cứ mình đôi chỉ ấy. Đôi chỉ Ctrl C, E, mình này thả. Nhưng bác là browser này. Rồi có Explorer. Ctrl C, F, dương search. Chẳng bố extension cứ Ctrl C, X. Chẳng bố terminal dương cho. Ctrl backslash, đại vì chất nơ, chất lịch mùi. Thì họ chứ nhóm chạy lưu folder mà nó máu nhóm chạy Ctrl backslash. Ok chẳng vì chạy terminal thì dương màu rồi xem nhập terminal mà nhóm cái này dương hoàn toàn phách mình đi chạy terminal nó thờ cmd robot ở window chứ nhóm chọn clear. Ok chứ nhóm clear bà đấy. Ok ở lấy dương cho cả này chạy tôi nâng install extension mà chỉ muốn để chui được con ông Python và dưỡng được con ông để dưỡng ran bỏ Python chứ nhóm châu nhóm sơ châu con ông browser và nhóm áo chứ nhóm vay bịa thả top extension Python in Visual Code. Chúng nhóm trong tiên mà tiên này, tiên mà tiên nó một khả này, cứ nhóm ai cho lời bia cho mai chơi mất, sẽ lại tiên như chơi màu. Ok. Ở đây có một dạng tiết dương ai cho sử nhà Windows, ai sử nhà màu khẳng chơi như được khẳng sử đám. Tiên nhóm trong màu khẳng chơi. Ok, chúng nhóm tay khẳng sử đám với.
chúng dân đang hay than được không ở shortcut là bao Visual Code để dân chơi được không extension dân chơi Control C X OK chúng dân chơi hàng lớn á vậy là cái phần giống xem đẹp cho nam khi còn được thấy thì mỗi Python chính như vậy bị Python OK tỏ chắc nhóm chạy bị dụ lưu viên mất vì miền mạng chương Python này là nè install rồi hồ tỏ đó xam xâm phá liền cho Python và Visual Code này OK nên là thầm bay liền thế chắc như giờ à lưu máu install tỏ nhưng mà không còn tiếp chúng nhiệm dụng thẹp màn để bị auto ấy thẹp màn vậy khó ok dừng lại nấy nhưng thua bập sập bao nhóm lại sao thẹp màn nhưng bây giờ dừng ran nhưng mà nóng kia dư chân nhầm hấp thuận thế nhầm skip đi cháo in your Python preview. Install. Your index rainbow. Ending cái này càng lớn nhưng vô brand brand hit pack color pair color ok version 2 billion version 1 nó RAM liên trên dọc version 1 nó Python snippet bây giờ snippet cái này mình thấy bây giờ dùng vô rai tí tức vì mình code mà chẳng nguồn cứ bị chua dường Python snippet ok này nên Python Test Explorer cho nên dùng Python Test Explorer mới tiền máu ok như mát lời viết Ctrl C Ctrl V ok này install Better Command ok vì chua dương này Angler, ok. Auto dash string, ok, job. Ok, nhấn đọc clear mở. Python dot string generate ok chúng ta muốn chúng ta auto dot string ta lấy chúng ta Python dot string generate install mình tiết chúng ta Python in index nhưng mà khi ta preview ok ấy
Và tôi bây giờ install Python và dần nó này cái bình giống chân như châu khăn ông à. Ok, chân như lục vị trà má. Vì được anh chạy add, dù bị install. Ok, này. Chúng mình đi thẳng đi về lý mà vẹp thà môi ná để dương mang install tiệm tôn extension bây giờ. Vì được dương trong disable với dương chạy lơ xin nhà. Ok, xin nhà. Sao đi mất. Tổng mà tiết dù bị disable. Disable, bị ai disable xin nhà vực space nắng. Vì được gọi disable tù tớ. Vì được dương anh uninstall. Rồi các anh nhìn ấy chờn tiết nha, tao không ai spy nhiều lúc thèm. Cho nên nhầm chọn bật viết nhầm control là bị dấu. Ok, chắc nhầm cho Explorer, control C, E. Ok, này. Bạn, xong mà con sẽ mẹp cả tôi sẽ là video này. Dừng chụp nhé, nơi video cậu. Bye bye.